Một trong những lễ hội văn hóa miền biển lớn nhất và đặc sắc nhất tại thành phố Đà Nẵng chính là lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê. Năm nay, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2023 sẽ được tổ chức đầy đủ phần lễ và phần hội. Lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2023 diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 10 tháng 2, nhằm 20 tháng Giêng năm Quý Mão tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phường Thanh Khê Đông, Xuân Hà, với đầy đủ những nghi lễ truyền thống như nghinh thần, lễ cầu an. Lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê không chỉ thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân có công lập miếu, đền, lăng thờ, cá ông, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu mong trời yên biển lặng, tàu thuyền được thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân được ấm no hạnh phúc, mà còn là dịp để tuyên truyền quảng bá, tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa lễ hội, tăng khả năng thu hút khách du lịch nhằm phát triển kinh tế địa phương, đồng thời khơi dậy ý thức tự hào với tinh thần trách nhiệm cộng đồng dân cư, tự nguyện giữ gìn và truyền dạy cho thế hệ mai sau, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, tại lễ hội còn có các hoạt động phong phú hấp dẫn liên quan tới văn hóa miền biển như gánh cá, đan lưới, ngoái thúng, các hoạt động thể thao như bóng đá bãi biển và kabaddi, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân và du khách gần xa.